I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell VKT. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay mình làm tiếp cái series Võ Lâm Truyền Kỳ ha, ký sự Võ Lâm Truyền Kỳ. Thì hôm nay mình sẽ up kỹ năng và mua ngựa với một số thông tin khác đó. Thì hôm bữa ạc của mình chơi thì nó up sai tè le hết à. Thì hôm nay mình up con mới. Hôm bữa xong cái video mình tạo vài ạc rồi, hôm nay mình đến hôm nay mình làm video này thì lên cũng level 80 rồi, treo cũng ít thời gian. Mấy bữa trước thì Tết nhất 16 đồ rằm là cũng hơi bận biểu, chứ chờ mấy anh admin sửa cái auto cho mình. Cái game này được cái là bên bên mấy anh admin đồ của game này hỗ trợ rất nhiệt tình ha các bạn. Nói chung là rất là hiện, rất là nhiệt tình ha. Đây là tăng tăng tốc độ sức chiêu, dứt hết đi còn nỗi niềm nào cho em. Đây là trấn bang, chuyển hóa sinh lực thành nội lực, sinh lực nội lực. Rồi up cái kỹ năng này. Cái này là kỹ năng tăng khả năng di chuyển, chiến đấu, phản đòn đồ. Cũng lụm chứ không để bỏ. Tăng tốc độ di chuyển là hỏi rồi, tại vì trong đó mình có con Ngami đồ ha. Này 10%, 12, 19. Rồi con này 2, 1, 2. Rồi tăng này đi, rồi còn nhiều quăng qua cái này luôn. Rồi đó, đây là up kỹ năng ha. Hôm bữa mình up có 2 kit à. Đó, hôm nay được nhiều hơn rồi. Bây giờ mình ra mình đánh cái kỹ năng 9x cho các bạn xem ha. Đa số chơi game này là đó, ui rồi ôi đẹp vãi, rồng quá trời. Rồng còn nhiều hơn con Moby nữa chứ. Quái đâu hết rồi, đây. Đó, u cha cha. Bên này nữa nè. Đó, kỹ năng quá đẹp. Đó là kia, đó là cái mà mình thích ở cái bang nè. Đó. Tuy là không giàu có nhưng mà ok, đánh ngon. Bây giờ mình hướng dẫn đi mua ngựa ha. Cái này là cũng nhờ mấy anh chơi trước đồ chỉ ha, chứ thật ra là cũng ngu như họ. Để chạy bộ với mỗi chân quá. Hy vọng là sau một hai cái video ký sự nữa thì mình sẽ có nhiều anh fan của Võ Lâm Truyền Kỳ PC vào hướng dẫn mình nhiều hơn ha, như là tăng cái đây con ngựa nè, đích lô đó. Rồi con ngựa chạy lẹ hơn rồi, bây giờ chúng ta đi mua máu
vệ hành đi mua máu, xong rồi chúng ta luyện kỹ năng. Đó. Trong một thời gian em tìm hiểu thì em cũng đã biết được nhiều thứ. Mấy anh nào vào xem kênh của em mà thấy hơi ngu ngu thì mấy anh có thể hướng dẫn cho em nha, chứ đừng có chửi em. Tại vì cái này thật ra là em cũng mới chơi nên cũng không biết gì. Bữa nào ta? Bữa này hả? Quên, chút up mát sinh khí nữa chứ. Mua bình này đi, mua khoảng 25 bình đi. Đúng, bé con cửa trắng chạy đã chứ bay. Chất gán treo vài bữa lụm con ngựa đẹp đẹp hơn quá. Rồi, bây giờ đi luyện kỹ năng mới. À quên, chưa hốt kỹ năng. Đây nè, cái kit đây, 80 chuẩn pháp. Ten. Đây. Có con nào cho tao quýnh mấy cái coi. Đây, đã thấy con heo rừng, lúc nào cũng là em heo rừng. Chú ngựa nào. Đó. Con rồng sẽ chạy qua chạy lại. Rồi, bây giờ vào luyện. Đây đâu có chỗ đồ luyện. Đây. Đây nè. Bên kia nhiều người luyện quá. Đứng đây đi. Quên cộng điểm sinh khí cho mát. Rồi, ở đây là cái auto ha. Đây, đây là những ngạc mình đang mở nè. Đây, cái ngạc này đâu rồi? Điều khiển gia tẩu không cần. Luyện công, đây, đánh. Đánh đánh xuống ngựa, di chuyển thì lên ngựa. Rồi, con này chỉ có vậy thôi. Lụm tiền để còn mua đồ. Rồi dứt nó. Đang level 1. Rồi cứ để cho nó đánh nè. Ủa nó gớt góc lắc rồi hay sao? Nãy giờ đứng gớt gốc lắc đâu có dễ đánh, đâu có dính đâu. Tào lao chứ. À còn bơm này bơm 1.000. Ơi quên. Còn 1.000, này 4.000, còn 1.000 là bơm được rồi. Còn bơm nội lực này 100 thôi. Thôi 200, thôi 100 thôi. Ít ít thì có xài được rồi, 100 cho nó bơm lên. Rồi. Nè thấy nó lên ha. Đây là chỗ luyện kỹ năng. Kỹ năng này tên gì quên tên rồi. Đó, đứng cho nó chạy, giờ cho nó chạy đi ha. Cho nó đánh cho nó lên kỹ năng này đi. Rồi. Đó. Rồi chào các bạn, ở đây là mình
đây là mình có con phun lưng nữa ha. Phun lưng này thì hôm bữa cũng chung team kéo xe với con cái bang ha. Đó. Bây giờ ở đây mình bấm tự đánh. Rồi bấm đánh xuống, đánh này. Con này đi cho nó đánh luôn. Để kéo cái auto ra. Ở đây là đang đánh kỹ năng này ha. Đó. Phơi, phơi quá trời phơi. Cái này nè đánh con. Rồi kéo này vô. Đó, bây giờ không. Để đi kiếm con cái bàn hồi nãy đâu rồi. Cái bàn nằm trong này. Đây. Đó, hồi nãy giờ lên 12 rồi nè ha. Level kỹ năng được 12 rồi nè. Đó, được hai con rồng chéo qua chéo lại rồi nè ha. Thơm bơ. Thơm như mùi mít chín. Đó. Mà nó ngốn dữ ta. Nãy giờ còn gần hết bình luôn rồi. Hai mấy bình bây giờ còn có 2, 4, 6, 7 bình. Rồi bây giờ mình đi kiếm con kia. Con kia nằm đâu ta? Đây. Party nó vào đội thôi. Đội đội. Nó đồng ý thì kéo qua đây coi. Rồi, nằm trong đội rồi ha. Đó, trong đội rồi. Bây giờ cho con côn lưng đi theo con cái bang đi ha. Đó, cứ vậy là nó chạy theo. Mà ở đây hai con cùng ăn chỗ thì biết chừng nào mới xong. Con này mới có level 3 à. Nó hướng dẫn cho các bạn nó đi theo vậy ha. Đó, đi theo nó vẫn đánh ha. Quái xung quanh thì nó vẫn đánh. Đó. Đó, nó đang đánh kìa. Đó. Rồi cứ vậy mà chúng ta kéo một xe đi. Kéo Ngami đồ bỏ vô đồ. Cái bang, cung lưng, võ đan đồ. Đó. Mấy anh nào muốn chơi nào nhét vô đó. Ủa lộn. Mấy bạn nào muốn chơi thì nhét vô đó. Mấy em nào muốn chơi thì nhét vô, ép vô, ép vô. Đó. Còn mấy anh thì mấy anh là chỉ em rồi. Chứ còn anh nào bỏ rồi có muốn chơi lại với em thì vào chơi chung ha. Sẵn hướng dẫn và kéo em luôn chứ không phải gì hết à. Kéo em đi săn boss. Thấy ta đi săn boss quá trời đồ kiếm tiền luôn. Ngày thu nhập đâu họ tính hơn ngày không phải. Cần chứ. Cần kiếm đâu cũng vài trăm ngàn. Đóng tiền điện đổ xăng đâu cũng được. Đó. Này sẽ cho cái tỷ lệ cho nó bự bự lên chút chứ. 500. Đó, hai con cùng đánh thôi, cho nó lẹ hơn. Đó. Rồi giờ để nó đây thôi. Đó, bây giờ mình hướng dẫn những bạn mới chơi là cộng sai giống mình hôm bữa ha. Đó, cộng sai hết thì có thể sửa lại ở đâu. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn ha. Còn bạn nào mà chưa biết tăng kỹ năng điểm kỹ năng, điểm tiềm năng này nọ thì có thể lên trang chủ của game ha. Đó là Võ Lâm Thiên Địa ha. Ủa lộn, Thiên Địa Võ Lâm. Thiên Địa Võ Lâm.com ha. Mình sẽ để ở trên cái đường link ở trên nè. Bạn nào chơi thì vào chơi chung với mình. Tại vì game này có mình không ra ai, có mình chơi à. Chưa thấy anh em của kênh mình qua đây chơi hết. Anh em nào có chơi thì vào chơi chung với mình ha. Bây giờ họp gài toàn mấy anh lớn đồ qua chơi với không có kinh nghiệm lên nè. Kinh nghiệm
lên lần 2 mấy ngàn nè. Đó, cứ để cho nó lên. Bây giờ đi tiếp một cái ặt nữa. Đây, ở đây mình có một chị Ngami ha. Bút bị sai nè. Đáng lý ra đáng lý ra là ở đây là mình bút từ hàng phổ độ, tại mình đi Ngami bút ha, từ hàng phổ độ với Phật tâm từ hữu với con lưu hỷ đó, với con bên này con mộng diệp với thanh âm mới nâng được một kit này. Mà bây giờ mình nâng lộn con thôi xong vọng đó. Bây giờ nè, nâng cái này lên 5 đó, xuống đây mới nâng được cái này 5, nó lộn được 1, cứ 5 điểm mấy kia thì nâng được 1 cái này đó. Mà lỡ nâng cái này mất 5 điểm rồi bây giờ mình thấy phí, nó mình đi tùy tẩy đó, tùy tẩy điểm lại. Ok, bây giờ mình ý đứng ngay dịch trạm luôn nè. Các bạn vào các hành ha. Đó, các hành vào ngay chỗ dịch trạm, gọi là ông Sa Phu. Ông sẽ đưa chúng ta đến tùy tẩy đạo. Đó. Chán. Chưa mua được con ngựa nữa con này. Rồi, tùy tẩy điểm kỹ năng. Rồi đó, kỹ năng xong, tẩy luôn tiềm năng. Rồi bây giờ chúng ta cộng lại đó, bây giờ nó về điểm xuất phát rồi, thấy không? Trên này các bạn cứ cộng thỏ thích ha, sai cộng lại đi. Ủa mà tốt nhất đừng có sai nhiều quá, mất thời gian lắm. 5 đó, quay ra cộng được cái nữa là 1. Rồi cứ vậy các bạn cộng lên ha. 10. Đó, đâu cộng được đâu, phải cộng đều hết lên. Mà nhớ nha, một ạc chỉ có thể cộng được mát là ở lộn, được lên được phi, lên phi một lần thì phải. Rồi còn lại búp đâu đây? Búp đây quá. Có chia đều luôn đi. Chưa một điểm để đi đánh. Cái này là up mát sinh khí nha các bạn. Chúng ta đi chưởng đi cho nó đẹp. Chưởng vẫn cầm được cái kiếm ha. Ủa còn phải mở mấy cái này ha. Mở cái cục này lên thôi. Rồi còn đây là điểm cộng hết vô. Sinh khí mát luôn. Đi đem theo mana đồ bơm nhiều nha các bạn. Mà con này tự hồi phục mà. Đó, tự tăng. Tại vì nó có kit riêng của nó.
Con này không có thể vào cái chỗ map hồi nãy mà trên quái được ha. Để mà lên cấp kỹ năng được, nó chỉ có là 5 5 cấp, đó là tăng đều 5 mô, 5 phái, 5 kỹ năng thì lên được cái một cái điểm kia thôi ha. Và bây giờ chúng ta xong việc rồi, chúng ta rời từ Tây đảo. Nhớ là xong rồi ha, rời ha. Rồi, đó. Đó, bây giờ quay lại với con cái bang nè. Nãy giờ ủa, đang con gì vậy? Đang con cung lưng mà. Đúng không? Đúng rồi, con cung lưng. Con lưng nãy giờ lên được cái kỹ năng lên được 11 rồi nè, thấy không? Đó, bây giờ để cho nó đi tự đánh đi. Nó rải rác ra cung lưng. Bỏ theo sao? Đó, bây giờ là chúng ta có cái bang nè. Rồi có Hiếu Lâm nè, có Võ Đan nè, đó. Rồi anh cái bang của chúng ta hồi nãy giờ nè. Hết sinh lực rồi, cấp 17 rồi, coi kệ để treo luôn đi. Rồi anh Võ Đan thì mới nhét vô ha. Đó, được level 4. Kỹ năng đẹp chứ bộ. Còn nhiều cái hay trong game này lắm. Hổm rày mình lên trang chủ của game này nè, của server nè, của trang chủ là thiên địa võ lâm.com nha các bạn. Các bạn nào lên đó có chơi thì vào đó bấm vào phần cẩm nang ha, là có hướng dẫn từ đón qua đăng, dung luyện hoàng kim, công thành nhiệm vụ giả tẩu, rồi bí kíp, rồi hướng dẫn auto đó. Rồi hướng dẫn bắt đầu truyền công. Rồi bạn nào chơi thì cứ việc down game về ha, tải game về đó. Rồi không biết gì có thể inbox cho add game ở trên phần hỗ trợ á. Ở trên mút ở trên các bạn bấm vào phần hỗ trợ, kéo xuống hướng dẫn cách thức liên hệ ban quản trị nè. Đó, có cái phần là bạn vui lòng truy cập fanpage. Đó, bạn bấm vào đó là inbox cho Ad Game ha. Là Ad sẽ hỗ trợ các bạn, là bạn nào không biết cài game thì Ad hỗ trợ cài. Còn bạn nào biết rồi thì không biết thì cái nào thì Ad hướng dẫn cái đó. Còn những thứ mà chúng ta đánh quái, luyện công này nọ thì các bạn có thể lên trang chủ ha, Thiên Địa Võ Lâm để xem. Không thì các bạn có thể đăng ký kênh Heo VKT để mà xem series Võ Lâm Truyền Kỳ đó. Mỗi ngày sẽ có một tập hướng dẫn này nọ thú vị đó. Đây là con Hiếu Lâm nè ha, đứng trên ngựa đánh nè. Cha hiền hạ vãi. Rồi, kết thúc video tại đây ha. Kết thúc phần 2. Đó. Rồi. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ cái series này nha. Để mình có thêm động lực làm thêm nhiều cái series khác, như là nhiều tập nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ em và hướng dẫn em trong thời gian qua ha. Dạ, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Bye bye, chào tạm biệt. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Nhớ ủng hộ kênh Heo VKT nha. Đăng ký để không bỏ lỡ tập nào của series Võ Lâm Truyền Kỳ PC. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.